Đây mình mới ra nhạy 12 tiếng, đổi mới nha anh em. Có bản nhạc đổi cờ tí hon, ba bi sáp, nói chung đầy đủ. Và cái này là dễ chịu mà dễ chơi lắm nha anh em. Bộ kèn ba lo. Nó có là lửa 1, lửa 2, lửa 3 là dài, trung, ngắn. Mình câu sẵn nè, dài nè, trung nè, ngắn nè. Mát thì mát chung, lửa thì lửa bóp kèn vô. Cái này anh em câu gọn đơn giản hơn xài cái remote nha. Xài remote nó nhiều khi nó phức tạp, đôi lúc remote bấm không ăn. Này là lửa bóp kèn vô. Này là tắt nhạy nè, công tắc tắt nhạy là bóp lượt 3 cây bình thường. Đây thử cho anh em nghe nha.